cả nhà. Hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái thông tin trước cái trận đấu lịch thi đấu hoặc trên trực tiếp trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Nhật Bản trong khuôn khổ là lượt trận thứ hai bảng D vòng chung kết U17 châu Á năm 2023 diễn ra tại Thái Lan. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ tối ngày hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2023 và sẽ được tường thuật trực tiếp trên hệ thống kênh của FPT Play nha quý vị. Quý vị và các bạn tải ứng dụng FPT Play về đăng nhập vào là sẽ xem trực tiếp trận đấu này. Và bây giờ là những cái phân tích nhận định dự đoán trước trận đấu này nha cả nhà. Sau cái bàn ra quân không như ý khi đều chỉ giành được một điểm thì cả hai đội tuyển U17 Việt Nam và U17 Nhật Bản sẽ bước vào một cái trận tranh tài ở lượt trận thứ hai bảng D tại vòng bảng U17 châu Á năm 2023. Ở trận đấu này thì U17 Việt Nam đang đánh giá thấp hơn đối thủ. Đây cũng là một điều dễ hiểu bởi trong suốt những cái năm qua thì bóng đá Việt Nam của chúng ta luôn tỏ ra thấp thế trước các cái đội bóng đến từ Nhật Bản. Ngoài từ chiến thắng là 1-0 của đội tuyển Olympic Việt Nam trước các cầu thủ trẻ tại ASEAN 2018 hay gần đây là trận hòa 1-1 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển quốc gia Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022 thì đa phần các cái trận đấu đều khép lại với thắng lợi thuộc về đội bóng Nhật Bản nha cả nhà. Theo cái thống kê thì U17 Việt Nam chưa từng đối đầu với U17 Nhật Bản nhưng ở cái cấp độ trẻ thì chúng ta vẫn thường tỏ ra thua kém người Nhật Bản. Ở các cái trận đấu gần đây thì chúng ta cũng đã để thua với tỷ số là 0-5 cái trận gần nhất nha cả nhà. Thật sự là một cái trận đấu rất là thất bại của đội U19 Việt Nam của chúng ta trước các cái cầu thủ đồng trang lứa đến từ Nhật Bản. Tuy vậy trong cái bóng đá thì bất ngờ luôn xảy ra, đặc biệt ở cái cấp độ trẻ thì thường thường các cái trình độ thi đấu của các cái đội bóng chưa có quá nhiều sự chênh lệch. Vì thế nếu duy trì được một cái tinh thần thi đấu thật là tốt và hưng phấn cùng với sự tập trung và tuân thủ theo cái đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra thì U17 Việt Nam của chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến một cái chiến thắng hoặc giả là ít nhất là giành được một điểm trước U17 Nhật Bản để chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á. Lần này thì đội tuyển U17 Việt Nam đã hồi quân từ rất là sớm để tập luyện, bên cạnh đó họ cũng đã có chuyến tập huấn thi đấu tại Qatar và Nhật Bản. Đây được đánh giá là những cái chuyến thi đấu rất là cần thiết của đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, có thêm những trải nghiệm để vững tin bước vào các cái giải đấu châu lục. Trong cái trận hòa 1-1 trước U17 Ấn Độ ở trận ra quân thì U17 Việt Nam của chúng ta cho thấy cách nhập cuộc hợp lý khi chủ động chơi cửa dưới nhằm thăm dò đối thủ. Đoàn quân của huấn luyện viên áo đỏ đã thi đấu khá kỷ luật và chỉ để lọt lưới sau pha làm bàn may mắn của U17 Ấn Độ mà thôi. Kết quả này khiến họ đối mặt với nhiều khó khăn trong cái việc giành tấm vé đi tiếp ở bảng D. Do đó thì U17 Việt Nam của chúng ta cần phải cải thiện sự chính xác trong các cái đường truyền và khả năng chiếm lĩnh không gian. Những cái điều mà huấn luyện viên Hoàng Tuấn đã nhắc lại nhiều lần sau cái trận đấu gặp U17 Ấn Độ. Ở thế cửa dưới thì U17 Việt Nam chắc chắn sẽ rất là khó khăn khi phải chống đỡ những cái đường lên bóng của U17 Nhật Bản với lối đá, tốc độ và sự biến hóa. Đội tuyển U17 Nhật Bản thực sự là một cái đối thủ, một cái đội bóng không dễ chơi đối với lại là thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, và sẽ không bất ngờ nếu đoàn quân áo đỏ sẽ phải nhận một cái kết quả buồn sau 90 phút thi đấu sắp tới. Nhưng mà con cái mình vẫn tin rằng là bóng đá trẻ mà, mình vẫn tin là Việt Nam của chúng ta vẫn cứ ít nhất là giành được một điểm trước cái U17 Nhật Bản để qua đó chúng ta nuôi hy vọng và quyết đấu với lại Uzbekistan ở cái lượt trận đấu cuối nha cả nhà. Đấy, đó chính là những cái chia sẻ mà Thai TV muốn gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái video ngày hôm nay. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây, xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một video gần nhất. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất theo. Có ai muốn mua loa SD306 này này, hiện tại bây giờ mình đang còn xả lỗ với giá là 3 SD306 mắc cuối này, xả lỗ với giá là 589 ngàn. Ai mà đăng ký kênh là sẽ xả lỗ cho cả nhà nha. Đó, cả nhà cứ dõi giá đi, model SD306 là biết liền. Đó, không có cái giá 589 ngàn ở trên thị trường đâu. Xin chào và hẹn gặp lại.